tiếp thị liên kết kiếm tiền bằng cách nào? Bạn đăng ký một trang web có tiếp thị liên kết, sau đó lấy link sản phẩm đi chia sẻ. Khi có người mua sản phẩm, bạn sẽ nhận được hoa hồng. Vậy hoa hồng được bao nhiêu? Tùy thuộc vào sản phẩm mà bạn tiếp thị. Chi tiết hoa hồng và cách tiếp thị như thế nào? Hãy cùng vào xem video nhé. Vâng, chào các bạn. Thì kiếm tiền trên điện thoại hay là kiếm tiền trên PC thì đều là kiếm tiền online thôi. Nhưng mà mình muốn chia sẻ với bạn là khi các bạn kiếm tiền điện thoại thì những cái app hay là những ứng dụng gọi là ứng dụng free, thì các bạn chỉ thu nhập được một thời gian. Nếu các bạn mà chia sẻ tốt thì các bạn có thể thu nhập nhiều, mà bạn không chia sẻ tốt, giới thiệu đến người sử dụng ứng dụng app thì bạn sẽ không được tiêu thụ nhiều. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách để tạo một nguồn thu nhập thụ động và lâu dài, đó là bằng các bạn là tiếp thị liên kết. Thì hôm nay cũng là một trang mình giới thiệu bạn trang tiếp thị liên kết là CV. CV là một trang hoa hồng rất là cao. Mỗi sản phẩm bạn tiếp thị có thể là từ giá là 300, 400 hay 600. Đó, như sản phẩm này nè, Siri Ray nè, bạc tóc á, là bạn sẽ được 400 ngàn khi có người mua sản phẩm. Còn vay tiền trong ngày thì bạn sẽ được 300 ngàn, đó, 370 ngàn. Còn viên uống tăng cân, hoa bảo thì bạn sẽ được là 600 ngàn, tăng cường sinh lực đó. Đó, tùy theo cái nguồn hàng mà cái mức sản phẩm và cái hoa hồng khác nhau. Đó, thì trước tiên để tiếp thị được cái trang này thì bạn phải có một cái tài khoản, thì mình hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản. Thì đầu tiên bạn click vào dưới phần link mô tả video của mình ra cái trang như thế này, thì bạn sẽ bấm vào đăng ký tài khoản. Thứ nhất là bạn sẽ bấm cái địa chỉ email của bạn, ví dụ như thì bạn nhập địa chỉ email bạn vào thôi. Rồi mật khẩu, mật khẩu là tối thiểu là 6 ký tự, thì mình có thể nhập một cái mật khẩu nào đó thì sau này mình đổi lại cũng được. Rồi bạn nhập lại mật khẩu, rồi người đại diện, ví dụ như tên bạn là gì á thì bạn sẽ ghi vô. Ví dụ như mình là Nguyễn Chí Thành đi. Đó, thật sự như vậy. Rồi, tên công ty, bạn có thể lấy một cái thương hiệu nào đó để sau này bạn thành lập một cái công ty. Đó, thì bạn sẽ lấy là giả sử như Chí Thức Một đi. Rồi, người giới thiệu thì bạn sẽ nhập tên mình vào vỏ trống cũng được, không sao. Ví dụ như bạn giới thiệu dưới cái đường link của mình nè, đó. Thì mỗi người cài đặt sẽ có một đường link chia sẻ. Đó, người giới thiệu sử như Nguyễn Hoa Thăng đi. Bạn chọn cái loại tài khoản, là bạn là đang cư trú tại Việt Nam hoặc là người Việt Nam hay là người nước ngoài đó. Cá nhân cư trú Việt Nam, người Việt Nam hoặc là cộng thêm người nước ngoài, hoặc là công ty tư nhân hay là công ty nước ngoài. Đó, thì bạn nên chọn là cư trú tại Việt Nam. Rồi, số điện thoại của bạn, ví dụ như bạn lấy số điện thoại nào đây ha. Rồi, bạn bấm là tôi đồng ý các điều khoản. Đó,
Rồi. Thì bước đăng ký là bạn nè, địa chỉ email, mật khẩu, nhân phải mật khẩu, tên của bạn, tên công ty của bạn, còn là tên cái thương hiệu của bạn á. Rồi, anh sẽ bấm là đăng ký. Cái password của bạn ít nhất phải một ký tự giúp Hoa. Mình sẽ giúp Hoa chữ đầu tiên đi. Đó, nói chung là tính năng là bảo mật thôi chứ có gì. Rồi, nó bấm là đăng ký. Số điện thoại này đã được sử dụng. Chắc là mình đăng ký một cái tài khoản khác rồi. Bạn cứ bấm đầy đủ thông tin những số điện thoại mà bạn chưa đăng ký thì nó sẽ ok thôi. Đó. Rồi xong. Bạn sẽ chọn cái thông tin đăng ký trên Facebook hoặc là cái link Facebook của bạn. Rồi đó thì sao được, bạn có thể chọn nguồn hàng, ví dụ như bạn muốn mua bán cái gì. Ví dụ như dịch vụ chuyển nhà hay là vật nuôi, thú y, quà tặng hay những cái phần kết hôn hay phần mềm gì đó. Đó, tùy theo lĩnh vực bạn muốn bán. Nói chung chọn có hình thức thôi, nó cũng là ra những cái kia thôi. Như đầu tư chứng khoán nè, thông tin tuyển dụng nè, giáo dục. Mọi người chỉ chọn được 5... sẽ lấy một cái tài khoản Facebook nha. Ví dụ như mình sẽ trở về cái Facebook của mình. Giờ mình lấy một cái tài khoản Facebook của rồi mình sẽ đăng ký một cái link Facebook khác. Cho mình đang chạy nhiều cái trình duyệt cho nên nó chạy rất là chậm hơn. Đây mình sẽ lấy cái Hồng Hoa đi. Rồi, bạn sẽ lấy cái link Facebook và cái tên. Bạn nhầm rồi. Rồi, bạn lấy link Facebook cá nhân dán vào và cái tên sử như Hồng Hoa. Rồi, bạn bấm đăng ký. Bạn sẽ mô tả dạng web như chia sẻ. Chia sẻ sản phẩm. Số. Rồi, đăng ký. Rồi, bước kế tiếp là bạn sẽ xác nhận cái thông tin
Đây, địa chỉ email của bạn, mật khẩu, tên người đại diện, tên công ty và tên người giới thiệu. Rồi, cư trú Việt Nam. Rồi, bạn sẽ bấm tiếp tục đăng ký. Đó, thế là bạn đã hoàn thành cái tài khoản tiếp thị liên kết với Siri. Đó, cũng rất là đơn giản thôi. Nếu là gửi email tới xác nhận thì bạn xác nhận không thì thôi, bạn có thể bỏ mail ra. Đó, hoàn thành đăng ký thì bạn sẽ bấm trở lại trang chủ của Siri. Bạn sẽ chờ nó xác nhận đó nha bạn. Rồi, bạn sẽ trả lời trang chủ đi. Đó, sau đó bạn sẽ đăng nhập vào, dùng địa chỉ email, mật khẩu. Rồi, bạn sẽ bấm đăng nhập. Sau đây khi đăng ký xong, bạn sẽ chờ nó xác nhận cái nguồn hàng của bạn, tài khoản của bạn chưa kích hoạt nè. Đó, mình sẽ xem cái tin nhắn kích hoạt đó nha. Mất thời gian khoảng một ngày hoặc là mấy tiếng thì sẽ nó mới xác nhận cho bạn nhận kích hoạt. Đó, cho bạn chưa xác nhận kích hoạt. Rồi, nói chung bước đăng ký là như vậy. Thì để kiếm tiền thì bắt đầu mình sẽ qua cái tài khoản mình đã đăng nhập rồi, hướng dẫn các bạn cách để đăng ký kiếm tiền. Đây, mình sẽ đăng nhập lại cho bạn xem. Như mình đã đưa một cái CV ra ngoài. Đưa mình tắt này đi, mình sẽ mở ra cho làm lại. Cũng đơn giản thôi, như lúc nãy mình làm đó. Xuất đây nè. Thì sau khi bạn đăng ký rồi, kích hoạt xong thì nó sẽ gửi bạn email xác nhận và bạn sẽ bấm vào đó. Rồi, bạn sẽ bấm vào đăng nhập nhớ tôi thôi. Thì mỗi ngày nó sẽ có những chiến dịch mới, nó sẽ gửi email của bạn. Những cái mà màu đỏ này nè là các bạn chưa liên kết, cái màu xanh là bạn đã liên kết rồi. Thì bạn bấm vào màu đỏ và sự lựa chọn những cái sản phẩm bạn muốn tiếp thị thì bạn sẽ bấm vào đăng ký. Đây, ví dụ như viên an bì Đức Thịnh nè, hoặc là tinh chất gừng. Đó, nói chung đây là những sản phẩm chức năng nhiều thôi. Bạn bấm vào đăng ký nè, đăng ký. Nói chung là mình cứ đăng ký hết đi, những sản phẩm nào mình muốn bán thì bán, còn bán thôi.
cứ bấm đăng ký hết là được. Tùy theo khả năng về lĩnh vực của bạn, bạn có thể bán cái nguồn hàng gì, ví dụ thực phẩm chức năng, hay là bán làm đại lý vé máy bay, hoặc là những cái dịch vụ, hay những khóa học, hay là những cái tuyển dụng nhân sự gì đó, đó nó có đầy đủ hết. Nó cũng có bất động sản đó bạn, nhưng bất động sản thì hiếm lắm, sản giờ tại nó bán ngoài nhiều, chưa bán trên mạng. Trong cuộc sống bây giờ mà muốn tự do tài chính thì các bạn phải tìm một con đường kiếm tiền online thôi. Chứ các bạn mà đi làm thuê thì không bao giờ mà khá nổi đâu. Kiếm tiền online bạn mới bứt phá được. Cái phần thứ nhất là trang chủ, đó thì các bạn liên kết, để 19 cái chưa liên kết nè. Thì mỗi một cái sản phẩm thì nó sẽ có thời hạn trong vòng 45 ngày. Có đường link á, trên bạn lấy đường link á qua 45 ngày thì bạn sẽ thay đổi một đường link khác. Hoặc là bạn có thể lập một cái trang web, sau đó các bạn đưa những sản phẩm này vào làm tiếp thị liên kết cũng được. Ví dụ như trang web nguyenthang.com nè, thì mình không có cũng đưa CV vào những cái banner quảng cáo. Ngoài ra thì bên đây nó cũng có những cái trang mà để các bạn tiếp thị những cái link. Ví dụ như mình sẽ vào một cái sản phẩm đi, sản phẩm mình đã liên kết rồi, thì cái lượt click chuột hàng ngày đơn hàng bạn nó sẽ qua đây, và bạn có đơn hàng nó sẽ nằm đây, và đơn hàng thanh toán qua Hồng sẽ gần đây. Đây ví dụ mình sẽ lấy một cái viên tăng cân hỗ trợ sinh lực đi, giá 600.000 nè. Bạn lấy vào lấy link. Thì link thứ nhất là chat link. Thì bạn có thể là cái trang này bắt buộc phải qua link này. Đó, bạn lại phát sinh ad code. Ngoài ra, bạn có thể nhúng cái này vào cái form đăng ký mà bạn tạo trên landing page. Rồi bạn có thể gửi yêu cầu quản trị viên cho bạn làm cái quản trị blog. Còn đây là những bài viết review. Đây, ví dụ như mình vô một cái bài viết nào đó. Bạn sẽ lấy một cái nội dung của bài viết. Bạn có thể làm một cái website hoặc là một cái blog. Đó, blog giống như vậy. Sau đó bạn kèm được link bạn vô sản phẩm đó, ví dụ như kèm những hình ảnh này nè, hoặc là kèm vô chỗ mua ngay, thì khi người ta click vào mua thì bạn sẽ được tính qua Hồng giới thiệu. Thì trên trang web mình cũng có chia sẻ một cái thủ thuật để kiếm tiền với trang này, thì bạn có thể vào xem. Đây, hoặc các bạn có thể lấy những cái banner này dán vào website, ví dụ như đây nè, đó, quản lý khoa học nè, hoặc là tên miền nè, hay là những cái banner chạy ngang này bạn, đó, đó là những cái banner, những cái link này dán vào thì nó sẽ ra những cái banner như vậy. Thì chi tiết làm thế nào thì trong những video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn. Video này mình chỉ hướng dẫn các bạn sơ lược về cái CV và cách đăng ký tài khoản. Vâng, các bạn cảm thấy video này hay hãy like, chia sẻ, comment. Nếu những điều chưa hiểu hãy comment dưới phần mô tả video, mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn. Còn bạn cảm thấy video này hay hãy chia sẻ đến nhiều người cùng xem để họ có thể giúp bạn có thể giúp họ biết cách kiếm tiền bằng tiếp thị liên kết. Hoặc là bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm nút vào đăng ký để thường xuyên nhận được những chủ video mới nhất của mình. Vâng, cảm ơn bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.
hãy theo dõi kênh bằng cách bấm vào nút đăng ký bên dưới. Cảm hãy chia sẻ video này cho mọi người giúp mình.